Hello, chào các bạn, mình là Jenny đây. Và hôm nay mình sẽ thử ly máy bay hơi riêng coi coi nó như thế nào. Có đáng không nên ok vào thôi nào. Thì kiểu như là cái máy bay này là nó có thể nhảy lên 20 phút trước khi bay, có thể ngồi cùng với con chó của bạn. Mình không có con chó để làm nhạc và không cần vào sân bay, nên cái này nó gọi là máy bay hơi riêng, có thể sẽ ổn. Ok, lần này vào thôi nào thiệt. Hello, mình đã mới tan học xong và bây giờ mình đang trên đường đi qua sân bay. Thấy máy bay quá trời luôn kìa, kiểu là máy bay đủ kích cỡ luôn á. Lần này đi thì anh Hoàng không đi theo là vì ảnh mắc ai đó, nhưng ok, anh Hoàng nói thả mình ở đây, bây giờ mình đi thôi. Đầu tiên thì phải check in hành lý, thì hôm nay mình check in cái vali thôi. Và bay cái này thì không có cần vào sân bay nên chỉ vào cái phòng này riêng của nó thôi. Và mình thấy khá là bất thường là vì không có cần đi qua một cái máy soi. Nếu mình mang mấy thứ này vào hay không ai mà biết, nên hơi bị mở một chút xíu. Và đây là vé máy bay, nhìn hơi giống như hóa đơn hay là vé máy bay, nhưng vậy cũng được. Sau khi check in xong thì mình sẽ vào phòng chờ để đợi chừng nào người ta gọi. Và nó cũng khá là nhỏ, và nó cho nước miễn phí nên mình sẽ tận hưởng và lấy nước miễn phí. Hè hè, đi tìm chỗ ngồi thôi. Giờ mình sẽ thử nước miễn phí của mình và áo dài phỏng mồm. Ok, thử lại và mình thấy cà phê này nó rất là đậm luôn. Ngồi uống tiếp thôi, quất nguyên ly luôn. Bây giờ đi toilet. Mình không hiểu chuyện đang xảy ra. Hóa ra thì trời bị sấm sét cái gì đó nên người ta không có dám bay lên. Vì mình đợi lâu quá nên bây giờ mình sẽ ngồi edit để mình đỡ cảm giác vô dụng. Tổng cộng thì mình đã chờ cho 3 tiếng. Người ta nói 3:35 bay, bây giờ là 6:30 rồi. Nhưng cuối cùng thì hết sấm sét rồi nên bây giờ ta giao lên máy bay. Và để vào thì chỉ cần ịn như vậy thôi. Từ chuyến bay này đi bộ thẳng ra cái máy bay luôn chứ không phải là đi qua cái cổng gì đó. Mình muốn ăn cái máy bay quá à. Thì máy bay này nó nhỏ máy bay to rất là nhiều, nhưng kiểu là nó không có phải là nhỏ lắm nữa. Ok, khùng như vậy đủ rồi. Nói chung máy bay cũng dài nhưng không có dài thòn lòn thôi. Bây giờ mình sẽ nhảy lên cái máy bay. Và cái đít mình đã ngồi vào một cái ghế rồi. Cái túi thì bỏ dưới đây. Hộp, mình đã đổi qua chỗ này ngồi và chỗ này thì có một cái bàn. Mình yêu cái bàn này. Và mình sẽ lết cái túi qua bên đây để cái chân mình có nhiều chỗ hơn. Và nói chung thì chỗ này có rất là nhiều chỗ để chân. Nhìn hai cái chân nó phê không kìa. Bây giờ mình thắt dây an toàn không thôi mình sẽ rớt ra khỏi cái ghế luôn. Phải nhớ an toàn nhé. Thì máy bay này thì mỗi hàng nó kiểu như là từng ghế dài này, nó cũng khá là riêng tư. Cái tướng. Và tất nhiên phải đeo khẩu trang. Wow. Cô tiếp viên đang nhận order nước nên bây giờ mình sẽ coi coi là có những nước gì để mình uống. Mình không uống được rượu và bia nên kiểu như là không có nhiều lựa chọn lắm. Ok, mình đã chọn rồi. Ok, ok, ok. Và khi nhìn ngoài thì mình thấy ngoài này có quá trời những cái máy bay nhỏ xíu teo teo dài. Mình cảm thấy như là lỡ nó bay xong rồi bị gió bay nó luôn thì sao, mình không biết nè. Không dám leo lên đâu. Giờ thì đang chỉ các bước an toàn. Mình mất lần trong cuộc đời của mình không bao giờ phải dùng cái này. Nhưng giờ mình ngồi đây như là một con không biết làm gì hết. Đồ ăn tới. Máy bay đang chuẩn bị xuất phát nên nó tắt đèn. Để bay thì máy bay nó phải kiểu như là chạy đến cái đường băng rồi nó phải xếp hàng này nọ, nó rất là lâu luôn. Và cuối cùng thì máy bay đã cất cánh. Mình kiểu như là cảm giác rất là kỳ, là vì hơn một năm rồi mình chưa có lên một cái máy bay mà nó cất cánh như vậy, nên cảm giác kiểu như là khá là nhớ cái máy bay ấy. Kiểu là nhớ cảm giác bay vậy nè. Và giờ này bay phải gọi là đẹp xuất sắc luôn. Nhưng bay lên kiểu nó kỳ kỳ sao nó cảm giác lạ. Và hiện tại thì nó đang bay qua một cái biển này. Mình hơi bị sợ là vì lỡ nó. Ok. Ốp, bây giờ trời hết đẹp rồi. Mình sẽ gấp cái bàn này xuống và cái bàn nhìn nó cũng khá là giống như cái sàn của mình ở Việt Nam. Nhưng bây giờ làm gì đây? Thì đây có cái tờ an toàn gì đó, bây giờ mình sẽ đọc là vì mình không có gì tốt hơn nữa là. Và trời ơi, cái ghế này nó thành cái phao được luôn, gì mà hay dữ vậy? Nhìn bá kìa, mình chỉ thấy vậy thôi. Mình cảm thấy khi mình lên máy bay thì mình mong đợi nhất là cái phần được uống nước và cái phần được ăn. Nên bây giờ mình đang chờ rất là kiên nhẫn. Tình hình mình đang đói muốn chết luôn. Máy bay bay trễ 3 tiếng và trong đó không có đồ ăn, mình không có thoát ra được nên mình đói muốn chết. Cuối cùng cũng có nước uống rồi. Mình rất là dở mở mấy cái lon này, kiểu là không có muốn mở hay sao. Mình nhìn giống mình đang chán đời hay sao. Và uống cái này quá là sảng khoái luôn. Để mình dí cho các bạn uống nè. Trong lúc mình đi bộ đến toilet thì cái máy bay nó lúc lắc muốn chết luôn. Và đây là mình. Ghê quá nên mình đã tấp vào một ghế và ngồi đã. Đợi chừng nào nó đỡ lúc lắc cho mình không có lúc lắc theo luôn. Đúp. Mình đã nhập vào tòa thành công rồi. Bây giờ mình khóa cửa lại, thôi người ta đi vào là nhục lắm luôn á. Khóa cửa lại và hello. Ok, để review cái toilet nè. Và đây là cái bồn cầu. Nhìn cũng khá là bình thường phải không. Và ở đây thì là cái... người ta nói nên quay lại chỗ ngồi. Úp.
Thôi mình còn đứng vững mà. Nói chung toilet này không có gì đặc biệt. Bây giờ mình sẽ thử nó. Hello các bạn, mình còn sống. Hello, mình đã quay lại. Tiếp theo là bước dựng cầu và mình nghĩ sẽ rất là to. Nhưng thật ra nó không có to chút nào. Quá là khác nhau. Và đi sau thì rửa tay là vì mình không có bẩn thỉu. Ok, đó là tiết mục toilet. Nhưng tình hình thì cái cửa này bị kẹt rồi. Các bạn ơi, làm sao mình mở ra đây? Mình sẽ bị kẹt đến suốt đời sao? À, có người cứu mình rồi. Hồi nãy suýt cái mình té. Và tình hình thì nó vẫn bị lúc lắc như vậy. Mình không biết chuyện đang xảy ra. Lúc lắc nhiều hơn bình thường rồi đấy. Ờ, khu vui nhất đã tới rồi. Đây là các món ăn vặt. Có tới ba lựa chọn nhưng mà lấy một cái thôi là mình cảm thấy hơi kỳ. Nhưng mẹ mình đã quất luôn hai cái còn lại nên bây giờ mình sẽ cướp để review. Hehe. Mình đang đói muốn chết luôn. Đầu tiên thì là cái snack đậu xanh này hình như vậy. Đúng. Và cái này thì nó màu xanh xanh. Đây là các miếng, trời ơi nó rớt. Ăn luôn nguyên miếng đi. Thật ra hồi đó mình ưu đi Mỹ mua cái này về ăn nhưng kiểu là nó cũng ok thôi. Mình thấy hơi kỳ là mình đã cướp snack của mẹ mình rồi nên bây giờ mình sẽ cho mẹ mình ăn miếng. Nói chung 7 trên 10. Tiếp theo thì là cái bịch màu nâu nâu này. Thì cái này nó phải gọi là rất là thơm luôn. Nó nhìn giống mùi dài kiểu là nó sô-cô-la gì đâu. Và ăn cái này quá là phê luôn. Không nghĩ là có thể là mình quá là đói nên mình cảm thấy nó phê vậy. Nhưng kiểu như là mình rất là thích cái này. Và cuối cùng thì là cái bịch này nhìn chán nhất trong các bịch kia. Trời, mới về còn lúc lắc nữa. Nó bị gãy rồi nhưng đây là một miếng dài. Nó kiểu như là bánh phô mai gì đó. Và cái này có một cái vị rất là phô mai luôn. Rất là đậm vị phô mai. Trong ba cái thì mình thích cái phô mai nhất là mình cảm thấy cái này nó ăn nó phê nhất hay sao? Vì hồi nãy mình đã cướp hết rồi nên bây giờ mình cho mẹ mình ăn nè. Sorry. Còn nửa bịch nên mình sẽ dự trữ vào đây để lúc đó thì ăn tiếp. Tình hình thì mình nghĩ là cũng gần tới rồi. Và các bạn mắc cười sao? Cái đường này á, cái chỗ này á là kiểu như là cái chỗ sáng nhất thế giới. Nhưng cũng có thể gọi là chỗ quá tốn tiền điện. Nhưng nhớ đi máy bay là vì mình đã nhìn trên cao vậy được. Khi đáp mới đã nhìn thấy kim thử tháp luôn. Nhưng mà là cái giả. Nó đang chuẩn bị đụng cái sàn và mình rất là thích cái khúc này, kiểu nó nhanh nhanh đã như là đi một cái tàu lượn siêu tốc hay gì đó. Và lúc đáp thì mình thấy là ra rất là nhanh luôn. Bây giờ ta đã cho mình đi nhảy ra khỏi ghế ngồi rồi. Để mình xách cái này lên và chờ cái này nữa nè. Giờ mình chờ người ta thả mình đi. Các bạn biết sao, mình nhìn giống con này dữ luôn á. Như là hai giọt nước. Ok thôi, mình lại ảo tưởng nữa rồi. Và hình như ta đang đổ xăng hay gì đó. Và mình thì cần đổ xăng vào người mình. Đấy là đồ ăn, là vì hiện tại mình đang đói. Rất là đói luôn. Đói tới nỗi hụt luôn. Nhét vào lại thôi. Phê ơi là phê. Và người ta đã cho mình nhảy ra rồi. Hello. Và bài cái này tiện cái nữa là có thể đi lấy hành lý kiểu là liền tại chỗ và đi luôn chứ không cần cái xoay xoay hành lý gì đó. Và bây giờ mình đang bị nhìn nên mình nhục quá. Ok, mình chia tay cái máy bay thôi và để đi ra thì mình chỉ cần đi bộ qua cái này rồi đi ra thôi chứ không có cần kiểu như là đi qua cái gì hết. Và đây hình như là cái phòng đậu máy bay ở đây luôn. Và ngay lúc bước ra ngoài thì mình nhìn thấy một cái xe này quá là sến luôn á. Hoặc quá là chói mắt. Ai biết lỡ mất là mình thì sao? Và trời ơi, có một chú này để cái bảng Jay Huỳnh. Mình là con châu ấy nhất trong đây, chắc chắn là mình thôi. Hello ladies, my name is Rainy. How you doing? Which one is Jenny? I'm Jenny. You're Jenny? Yeah. Is it your birthday, Jenny? No. No, nothing. It is your birthday. We'll just say it's your birthday. Okay. Because you're out here to have fun, right? Yeah. That's good. How you doing? Và mình không hiểu sao nhưng lại có cái xe nó thần dạ thần lòn như vậy. Nên mình đã nhảy vào cái xe dài thần lòn đó. Superstar Jenny. Whoop, để mình di chuyển. Mình không biết cách hoạt động khi trong xe này là vì mình chưa về lên một cái xe dài bây giờ. Mình nên làm vậy không? Nói chung mình hơi bị nhà quê. Và các bạn ơi, trong đây mình đã tạo được một chai nước miễn phí. Nhưng lại không mở được. Ok, giờ mở ra được rồi. Vị thì như nước bình thường thôi chứ nước gì nữa. Bình thường là đi mấy cái này đi đông người, mình đi hơi bị cô đơn nên kiểu là mình nhìn giống một con khủng ở trong đây. Và để càng nhà quê hơn nữa thì mình sẽ lấy đồ ăn từ cái ba lô của mình và nhít một miếng vào miệng. Không chuyện gì xảy ra hết. Và mình đã chán mồm nữa nên mình không biết mình nên làm gì nữa. Úp, ở đây có một cái gương. Và mình đã tới rồi nên bây giờ mình sẽ nhảy ra. Bye bye xe dài thần lòn. Ngày mai mình sẽ ăn tại đây. Giờ thì nhúng nhúng xíu cho nó đã. Ok thôi, bây giờ đi ăn đi đó bụng rồi. Tối nay thì mình ăn tại cái chỗ Pháp này, đối diện cái suối nước. Như là mới nổ bom vậy. Để mình đứng đây giả tạo chút xíu.
Thì món đầu tiên thì là súp hành Pháp phô mai, bánh mì cùng với ốc sên này. Và cái đĩa hải sản quá là hải sản có hàm mê chạy tương ớt này dễ thương quá các bạn. Ok, qua là súp hành, cái này nó nhìn xấu xấu vậy thôi, nhưng mình hứa cái này rất là ngon luôn. Nhìn mình muốn thèm luôn á. Để mình thổi nó và... Đây là ngon. Thì súp hành là cái mô gì, nó là súp mà nó kiểu là có cái vị ngọt ngọt và của hành và nó ồn cùng với cái phô mai béo béo và phóng mồm nữa. Ok, giờ mình chuyển qua hải sản. Và đây là một con tôm nhìn quá là tươi. Thì nó cũng là tôm thôi. Tiếp theo là con ốc sên này. Mình không biết là gì nhưng đây là lần tiên mình thử. Nó đã cho miệng mình và nó cũng khá là nhớt nhớt. Nhưng kiểu là nó nhớt nhớt một cách ngon á. Rất là béo. Rồi nhét một con tôm vào miệng nó ổn. Ngon ngon. Và món chính thì là mấy cái này. Nhưng mình sẽ ăn kiểu là mỗi thứ một miếng. Là vì mình rất muốn thử mọi thứ. Mình cảm thấy hơi ngố nên mình sẽ ăn cá cùng với bò luôn. Và hai con khác nhau cùng với nhau thì nó ngon. Mình yêu thịt bò mà nó kiểu là tái tái dữ vậy. Và tráng miệng thì là cái bánh chuối này. Và cái bánh creme brulee. Bánh này thì kiểu là đập đập hay sao. Rất là béo. Như ngon. Giờ thì là món đặc trưng, đây là bánh chuối. Rất là ngon, như ngon. Mình đã lướt tới phòng khách sạn thành công rồi và hiện tại mình đã rất là mệt. Sáng này 6 giờ rưỡi mình thức dậy đi học rồi. Ủa con ngủ giờ nào mà? Tụi con. Mày cần có đường toilet không? Mày cái nào cũng được đó. Và mình đã ngồi chỉnh cái video này tiếp. Và trời ơi, bây giờ là 2 giờ rồi. Bây giờ mình sẽ đi ngủ thôi, ngày mai mình chết luôn. Ngày hôm sau thì mình ăn nhà hàng này của chú Gordon Ramsay. Và mình một vlog riêng. Còn bài đặt lôi hút người ta nữa. Rồi mình đi cái vườn hoa này, phải gọi như là nó quá là hoa luôn. Là mình nhớ đường hoa Tết Việt Nam. Tối nay mình sẽ đi ăn ở trên cái tháp Eiffel Tower. Tháp Eiffel, tháp F gì đó. Nhưng giờ là 6 giờ và mình vẫn còn no. Vì hồi trưa nên mình ăn nhiều một cách bất thường. Mình mặc cái bộ đồ nhìn quá là sến. Dạy quá là sến nè. Les poils étaient pionniers, les vitons jetés et les... Chỉ là tháp giả thôi. Cái thiệt nó tuốt ở đây là thôi vào cái giả nó cũng ok mà phải không. Mắc mớ gì bay đến Pháp đi làm chi. Nhìn kìa, Eiffel Tower Restaurant luôn. Ok, đi lên thôi. Và đây thì mình đang lên bằng thang máy chứ không lẽ lên đi bộ. Nhà hàng này thì bếp mình nó nhìn vào được Và khi mình vào nhà hàng này mình cảm giác mình không ăn nhập luôn. Kiểu là vẫn cảm giác nhà quê là sao. Và đây là cái menu hơi bị cắt cổ. Tự nhiên cái này nó lại như thế này. Cái món trứng cá này nó mắc vô lý luôn á. Tổng vào miệng một cái bùm 3 triệu vào trong bụng. Thôi mình không đụng món đó đâu. Mình sẽ bắt đầu tiết mục ăn tiếp. Đầu tiên thì có bánh mì cùng với bơ. Món này là ăn kỹ là bùm mồm chứ nó cũng ok. Rồi khai vị có cái salad này. Rồi cái này mình không biết nó là gì nữa. Rồi lại ăn một miếng ốc sên nữa. Thì nó cũng khá là nhảy nhảy trong cái miệng của mình và nó ốc ốc. Món tiếp theo là cái súp này mà người ta đổ vào cái chè. Không biết nó ngon hơn không nhưng nó hoành tráng hơn. Đây thì là cái súp tôm hùm gì đó mà nó kem kem. Thì súp này rất là kem kem nhưng mình vẫn không có thấy cái vị tôm hùm nó mất. Creamy. Nhưng nó rất là mặn và cái miệng mình đã bị mặn rồi. Món chính thì có nấm và steak. Và mình sẽ ăn cái cá hồi này nữa. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra và nó rất là dày luôn. Thịt bên trong thì nó tái tái hồng hồng như vậy. Phải gọi là mình rất là thích vậy. Thịt bò mới làm vậy, thế chứ thịt gà làm vậy đâu bổn chết luôn á. Giờ mình ăn miếng thịt bò thứ ba trong video này. Và cái miếng thịt bò này nó không có vị, nó rất là nhạt. Ăn cùng với cái khoai tây phô mai này nữa. Và mình nghĩ là cái thịt bò này nó hơi bị tái quá. Không sao hết phải không. Cho món tráng miệng thì có cái bánh souffle này. Kiểu là cái bánh nó bong bong. Trời ơi, sạc đường bột. Đường nó bột. Nói chung thì nay cái bánh này nó cũng ngon. Mình thấy nó ngon hơn là mấy cái món chính. Yeah. Ok. Và buổi tối thì nó sáng đèn lên nhìn cho nó pháp pháp. Nói chung mình thấy cái nhà hàng ở trên cái tháp Eiffel nó kiểu là nó cũng ok. Nó không có phải là, nó không có đáng cái giá tiền của nó lắm. Và đồ ăn mình thấy nó rất là nhạt và có cái rất là mặn nhưng yeah.
Và đó chứng minh là đồ ăn mắc tiền không phải là đồ ăn ngon. Yeah. Ngày hôm sau thì là một cái đại tiệc điểm sắm. Cuối tuần này toàn là ăn không? Và có các món này, các bạn đừng có lo. Cái này ăn tới mình nghĩ là hơn 10 người lận, nên mình không ăn hết đâu các bạn. Mình không có ngờ là mấy cái này nó ngon như vậy đâu, chỉ nó đã đã. Sau đó mình đã gặp Evelyn và kiểu như là làm em được cái gì là mình mua cái đó. Lần sau mình sẽ đăng. Bye. Chị Jenny đi về đây. Và bay về thì mình bay máy bay thường chứ mình không có bay máy bay kia. Cái kỳ cái giá nó hơi bị vô lý. Và các bạn mắc cười sao, đây là sân bay nhất thế giới mà có một cái sòng bài. Đúng là Mỹ. Mọi thứ ok nhưng chỉ là sân bay bên Mỹ nó hơi lu su bu hơn là bên bay Việt Nam. Mình thích đi sân bay Việt Nam hơn hề. Mình đã mua nước và mua size vừa mà người ta cho mình cái size khủng chảng này, người ta lỡ cho mình là sao. Nhưng cái nước cái đây ta làm không có ngon. Và sân bay cũng hơi bị đông người nên kiểu là nó không có an toàn mà cái kia. Tới ghế ngồi mình rồi, bây giờ mình sẽ ngồi đích mình vào. Và mình hôm nay bay máy bay vàng mẹ vậy nè. Nhưng mình đã bay lên và ok bye bye như vậy thôi.